Kính thưa quý vị, để có làn da đẹp đều phải bắt nguồn từ sức khỏe tốt bên trong. Ngày nay với tốc độ phát triển nhanh của cuộc sống hiện đại làm cho chúng ta không lường hết được những tác nhân làm ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, trong đó phải kể đến là thực phẩm kém chất lượng, không khí ô nhiễm, vân vân, làm ảnh hưởng lớn tới sức đề kháng của cơ thể, từ đó ảnh hưởng tới sức khỏe và làn da. Là người làm trong lĩnh vực làm đẹp lâu năm, tiếp xúc với nhiều khách hàng với nhiều tình trạng bệnh lý da khác nhau, tôi nhận thấy điểm chung cơ bản làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cũng như làn da của khách hàng đều liên quan tới nội tiết tố. Do nội tiết tố bên trong bị rối loạn, chính động lực đó giúp tôi tìm thấy sản phẩm thuốc nam triệu hòa và mong muốn chia sẻ tới mọi người. Bà Trần Thị Hòa là một trong số ít lương y tiêu biểu toàn quốc được Bộ Y tế tặng bằng khen và là nhân vật vinh dự được làm việc và chụp ảnh lưu niệm cùng với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bác Nông Đức Mạnh và nhiều cơ quan đoàn thể khác. Hy vọng những thông tin hữu ích sẽ được chia sẻ rộng rãi tới nhiều người. Xin chào các bạn. Đây là một cái cây mà có lẽ là chúng ta phải hỏi lương y Triệu Thị Hòa mới biết được. Vâng, thưa lương y, đây là cái cây gì mà có tác dụng gì ở lương y? Cây này là cây dành dành. Cây dành dành. Nó có tác dụng là bổ gan, bổ thận này. Cây này rất là tuyệt vời. Dạ vâng. Gan thận phải có cây này nó mới đảm bảo được. Tức là khi mình chế biến thì mình lấy cả được cả thân, cả lá. Cả thân, cả lá. Dạ vâng. Mà cả cái quả của nó đây. Dạ, quả vâng. của nó đây. Những cái cây ở trong vườn thuốc nhà lương y Triệu Thị Hòa có lẽ là những cái cây mà đã trong những cái trong sách đỏ cũng như là bị mai một mất, đúng không bà? Đúng rồi. Là giờ đây là mình phải trồng lại để lấy nguồn thuốc mới. Đúng rồi. Dạ vâng, cảm ơn lương y ạ. Còn những cái cây bên cạnh này thì sao bạn? Cây này là cây huyết dụ này. Cây này là mình ví dụ gan thận là mình đều để nó này. Nó là bổ máu. Bổ máu. Cái này bổ máu. Dạ. Tuyệt, rất là tuyệt vời. Thế là một cái thành phần trong cái vị thuốc thuốc bổ. Vâng. Dạ, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng. Thế thôi nhỉ.